Alo, xin chào các bạn nhé. Tiếp tục quay trở lại với tựa game xịt 8 các bạn nhé. Ok, với số 4 ngày hôm nay của mình là 50 nhá. Chơi tí lên mình làm này. Tí lên làm nhờ nó mà mình đã kiếm được khá là nhiều tiền này các bạn. Ngày xưa mình kiểu trùm xóm ấy, trùm làng, ui, cứ Tết đến ngủ chơi hoặc là thi thoảng mấy đứa con nít ấy sang nhà mình chơi ấy. Con nít cũng tầm tuổi mình ấy, tôi ngày xưa mình gọi là con nít thôi. Nhưng bây giờ thì nó bằng tuổi mình. Đấy, thì nếu mà thằng bạn chơi, hồi đó mình chơi ghê lắm các bạn, kiểu chơi bài quỳ ấy toàn thắng luôn, hoặc là chùi lọ nồi các kiểu, mà tuổi thơ ai là nông thôn thì mới hiểu được các bạn ạ. Đánh đuổi bà tuổi phang đuổi cà đuổi át kiểu bá đạo luôn. Không biết là vào trong đây thì chơi sao đây, nhưng mà ngày xưa ấy chơi các bạn, ngày xưa chơi thì chỉ là chơi vui vui giải trí thôi, nhưng mà chơi bây giờ là tăng tiền, hiểu không? Tiền thằng này có đôi hai à, sao mà nó hổ báo ta phang luôn. Bắn tiền nó phải đánh nó căng thẳng hơn chứ các bạn, bắn tiền nó phải căng thẳng hơn, cái điều đó là điều đương nhiên rồi. Vãi nổi bắt sảnh luôn ạ. Chịu rồi, thằng nào có hai mà đang ôm từ nãy giờ ta. Thằng này cầm hai à? Sao nó không đánh ta? Mình gì ván này không về nhất được rồi. Đánh nhiều vớt bài rồi các bạn. Thì có tí mình làm này, tiến lên liêng là phỏm, đấy những bốn cái chữ bài phổ biến. Đấy. Thôi rồi, đánh vớt bài đỡ thui mất nhiều tiền thôi, một lá tương đương 15k nhé, vì mình vào cái phòng nó khá là to. Ô, chạy bài này. Thằng nào bắt được không ta? Hai thằng kia thì chịu rồi, thằng này bắt được không nhỉ? Bây giờ thì phang ra con bây giờ liều này, cả đang mình về nhất hoặc là cái thằng số thằng thằng khác về nhất liều phát đánh quy, còn có con nào cao hơn không nhỉ? Ui vẫn còn hai, phải nổi sớm muộn nó cũng về. Ui nếu mà thằng kia nó không ăn được thì mình lại ra về nhất rồi, nhưng mà liều thôi. Anh kiểu gì cũng không về nhất được vì thằng kia nó cầm hai to hơn mình. Đã buổi phát này thì khả năng mình về nhất cao này, ba con hai đùi át, nhà bài lẻ hơi nhiều nhỉ. Lẻ nhưng mà đánh lẻ nên đánh được, bài đánh được các bạn. Nào 5 6 7 8 9 thì cũng được, cũng khá là dài là các con bãi ra. Mình nhử thằng nào có hai mình nhử ra nhé, mình có thằng nào có hai mình nhử nó ra. Đã, thằng nào có hai rô nhử ra là mình bá đạo luôn, đánh cóc cho mình bá đạo luôn. Ok tiếp này, ui may quá nhá, thằng khác nó chặn mất rồi các bạn, may không bị phạt hai ngon luôn. Bây giờ nhả bùi sảnh này, thôi xong rồi, thối đôi hai rồi. Ui may quá thằng này nó chặn mất. À, cóc đi cóc đi, nào đánh đôi đi là mình bá chủ. Ui nó về nhất luôn rồi, vãi toàn sảnh ạ. Ui, tưởng người đâu về nhất, bây giờ khả năng nó cóc này, cóc mình về nhất rồi. Có gì phải tranh cãi nữa. Bình tĩnh, bãi hơn. Đang cầm hai mà lo cái gì các bạn. Bây giờ thánh mình là bá chủ rồi, đôi át cũng bá chủ rồi. Về nhất 100% là về nhất rồi. Không gì mà phải băn khoăn nữa các bạn. Không gì phải băn khoăn nữa, về nhất rồi. 100%. 100% đánh đi anh em ơi, đánh đi nào. Này bây giờ thằng nào bắt được cái này thằng nào về nhất này, thằng nào bắt được bắt đi đó. Còn hai thằng mỗi thằng đang có 6 lá kìa, đôi át về nhất nha. Này, chào tạm biệt các bạn. Ok về nhất, ui mãi về nhất được bán các bạn. Bán trước mình thua đúng không nhỉ, hay là bán trước mình có chơi không ta, hay là bán đầu tiên nhỉ? À đây là ván đầu tiên các bạn. Ui ván đầu tiên húp được là 617k này, ngon phết. Nói chung là những người kia còn ít bài nhưng ăn không được nhiều. Thằng nào có bích ra đây, thằng này đôi ba hơn. Đôi gì trong đây người ta phang hết bình là các bạn chứ gọi không không lên phang đôi hai. Bây giờ đánh cóc, mình đánh cóc cóc đi,
cọc át dấu vài cái nồi bắt đầu cọc từ át ạ. Chịu chết, chắc là thằng này có ba đôi thông hay gì đấy nên đánh to như vậy. Hai à, chịu rồi, chắc nó sánh rồi, sánh dài rồi, bịt ngay mà. Cọc thử át là bịt ngay, nó về nhất đấy, nhưng mà nó nhây nhây đấy các bạn, nó về nhất nhưng mà nó nhây đấy. Ui, về nhất luôn rồi, mà thua còn hai. Pha này mất 1,5 triệu luôn ạ, ăn được 600k mất 1,5 triệu. Đùa, chịu chết luôn. Bài văn này xấu rồi các bạn ơi, xấu xấu hoắc luôn chứ không phải xấu bình thường nữa. Đôi 6 này phải đánh đôi 7 nó hợp lý hơn đấy, nhờ mình đánh sai được các bạn. Phang hết mình luôn nhỉ, đôi quy này phải, nó vẫn chặn bằng được ạ, nó không nhả được mình luôn các bạn ơi. Phải thì có gì, nó không tha được mình luôn các bạn ạ. Thằng nào đánh sảnh đi, thua phần này xác định thua rồi các bạn ơi, thua 100% là thua. Đôi hai sảnh à, thằng này chắc ôm sảnh này. Trong đây người ta có ôm sảnh nữa các bạn, mà sảnh này thì bó tay rồi, chịu chết rồi. Nó về nhất rồi các bạn, không thể nào mà chặn được. Thôi, còn hai lá này thì không thể nào mà đi đánh sảnh được. Mình thua rồi, mất lại mất nhiều rồi. Thôi. Ôi tuyệt vời về nhất rồi. Ngọt lịm. Nhưng mà không biết về nhất được không ta. Bao năm có bắt được không nhỉ? Bắt được không ta? Bắt được không? Ui pha hay trưởng. Một pha lật ngược ngoạn mục luôn các bạn. Thằng này nó cóc là nó sẽ có thằng khác về nhất nên đánh sảnh. À nó được đấy, nó không về nhất được, nó nhường cho mình về nhất. Đánh đôi 4 thì nó cũng chịu rồi. Hay quá, thì nó chạy bài các bạn, nó biết không phải nhất được, nó chạy bài. Thằng này đánh khôn đấy, khôn được bạn, nó không phải nhất được, nó chạy bài. Ba không biết cả, ui bạn đánh to ấy nhỉ, to thế. Thằng này còn át này. Ai à, hai tiếp, phá hết mình đi. Ok, phá hết mình đi. Thằng này đang còn ôm hai này, hoặc là thằng này, thằng hai thằng đang còn thằng hai thằng đang ôm hai, khả năng là như vậy. Này, thằng nào có hai farm ra tiếp đi. Mình phá này thì không phải chất được rồi, bài xấu lắm. Chất làm sao được? Ô, phải nổi nó nhả luôn kìa. Chạy đôi rồi, đôi có người bắt rồi, khả năng 100%. Sẵn thì mình mới có cơ hội. Chịu rồi, bây giờ đánh sảnh đi. Sảnh đi mình chạy bớt vài đi. Ôi cha, chịu rồi. Mà thằng nào có hai mà nó không phang ra ta? Thằng nào có hai nhỉ? Đánh át mà nó không ra hai. Đánh át này, hai đâu phang ra. Đó, bây giờ nó phang ra, nãy mình đánh nó không phang ra các bạn. Đó, sảnh gì? Nói chung là mình cũng không vừa nhất được. Mình có đôi năm thì không phải phải nhất được các bạn. À, chạy được bài này. Ui, không, nó về nhất còn đâu. Mất 400k các bạn. Mình không thể về nhất ván này được. Khó. Không biết là do mình đánh ngu hay sao. Ui, nãy giờ mất hơn 1 triệu rồi các bạn ạ. Đùa ở đâu. Sảnh 345 thì có 5. Không làm và làm 6 7 thì cũng được các bạn, làm 6 7 thì là có 6 7 8 được. Chạy hai đi con nào, hai đâu phang ra, thằng kê phang hai cơ phang ra luôn. Ok bây giờ hai nhấp là bá chủ.
Được luôn, được của nó các bạn. Nhưng bây giờ mình nếu phang ra mình không biết có bình nhất được không nhỉ. Ok, hai này. Sao thằng nào có sảnh ấy thì có thể bắt được mình thì thằng đó về nhất, còn không thì thôi nhá. Ok. Tuyên bố thằng nào có sảnh thì thằng đó về nhất, còn không thì thôi, sảnh cao hơn mình nhá. Đánh chiến thuật cả các bạn. Cầu hết hai đi. Thằng nào bắt được. Ui, tép diều, ok về nhất. Tép diều, ok về nhất các bạn nhá. Phần này ăn cũng khá nhiều đấy. Ăn cũng đậm nữa các bạn. Ok. Đó, một phát ăn được gần 1 triệu, kém 3.000 đồng nữa. Thì có thể là 2.500. Phần này ăn sướng luôn các bạn. Nó trở về với số 4 ban đầu rồi. Quá là ok. Mà không không ổn lắm nhỉ. Lại chả được đồng nào. Nãy giờ chơi mỏi cả mặt. Độ 9 à, phang phang ngay đôi ca. Phát này thì không bình nhất được rồi. Mình nghĩ là khó lắm. Không có khả năng. Nên chạy bước cái sảnh như này. Đôi ra là chịu rồi. Đôi hai đâu phang ra, thằng nào đôi hai. Khi ván này mất nhiều tiền đấy. Ui, đùa. Ván này lại mất nhiều rồi. 13 lá. À không, không đến 12, 3. Mười mấy lá ấy, thì mất nhiều khoảng hơn 200k ấy. Khả năng mình bị mất nhiều. Chịu rồi. Nó về nhất rồi các bạn. Kiểu gì nó cũng về nhất. Thôi mình phang ra. Mình phang cái gì thằng cắt. Ôi thằng này đánh hai này. Cóc ra thì nó cũng về nhất. Ồ thằng hai cơn. Đánh dây đi. Dây đi. Dây 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 dây. Mình còn con 10 với con quy thì khả năng nó cũng về nhất là cái chắc rồi. Ui sảnh này. Ui má bãi trưởng. Bạn. À thằng khác vẫn chặn được. Rồi nó về nhất rồi. Không thằng này chỉ là thằng khác. Mất nhiều phết 500k các bạn. Đây 10 lá nhé. 10 lá bài 500k. Vừa ăn xong là bị nhả lại. Không nhận đánh nãy giờ mệt vãi. Nhờn. Đánh cả bích mà đánh điện hại át luôn ạ. Đùa ở đâu. Bắt đầu thông à. Không có. Sao là sánh. Đôi thì mình không có đôi nào bắt được. Chỉ có đôi át thôi. Ừ, theo luôn đi nhá. Bên kia nó có sẵn có cái gì đấy nó bị nhất đấy. Lại thú được hai ở trên dở lắm. Đấy, cái này không được trước cái điều gì các bạn ạ. Đôi át nó chịu kìa. Chị người ta cóc. Đang còn hai đúng không? Hai hai phang ra. Ok, nếu mà không phang thì chịu. Đang còn hai này không ta? Không còn nữa không nhỉ? Không nhớ luôn đấy, bảy hạt bảy thì có 9. Nếu còn hai này không biết là hai còn hai không ta? Mình nghĩ là còn thằng này còn hai. Hai đâu? Ok, về nhất rồi các bạn nha, mình về nhất rồi. Này trong có hai, thằng này cũng thằng kia cũng vậy. Máy mình bị sao các bạn ạ, máy mình bị sao rồi. Đơ luôn rồi. Ui may mà nó tự động đánh sải cho mình này. Ok ăn các bạn này. Ăn rồi nhé, máy mình bị đơ các bạn, máy mình bị đơ. Ok nhá, ăn được lên tiền này. Tôi dừng luôn các bạn ơi, mình nán rồi. Ok chơi như vậy đủ rồi các bạn. Tính ra thì cũng kiếm được giờ 900k nhỉ. Ồ 900k, ngon luôn nhá.